xin kính chào các bạn và các em đã đến với chương trình học lịch sử việt nam chúng ta vừa tìm hiểu xong việt nam chúng ta ở giai đoạn thời các vua hùng và thời của an dương vương thì là do mắc mưu kế của triều đà thì an dương vương đã làm cho nước ta gơ vào ách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc thì với sự cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc đó, thì là chúng đã biến cai trị nước ta là như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái thời kỳ bắt thuộc 1.000 năm đó chính là cái chủ đề thời kỳ bắt thuộc và đấu tranh giành độc lập và cái đây là chủ đề này do là nó có nó rất dài ví dụ như là chúng là bắt thuộc thì chúng cai trị chúng ta như là về chính trị nè rồi về văn hóa xã hội về kinh tế rồi những cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta nữa nội dung này rất dài cho nên bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu từng cái nội dung một thì trong cái nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và cuộc sống của nhân dân ta và trong này nó cũng nhiều cái nội dung thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chính trị trước ha. rồi những clip sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc sống của nhân dân ta thì về chính trị thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938 thì đã có những cái triều đại phong kiến phương Bắc nào cai trị ở Việt Nam và chúng đã biến cái nước ta trở thành những đơn vị hành chính nào của là Trung Quốc và chúng thực hiện cái chính sách cai trị gì về chính trị nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. À, đầu tiên đó là năm 179 chiếc công nguyên sau khi mà đánh bại An Dương Vương thì Triệu Đà đã bắt đầu là tiến hành là thống trị nước ta. Thì khi mà xâm lược nước ta thì Triệu Đà đã chia Âu Lạc thành hai quận đó là Giao Chỉ và Cụ Trăng. Chúng ta thấy đây là Giao Chỉ, còn đây là Cụ Trăng về chính sách cai trị thì là triệu Đà cũng như đã rồi sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt không và chúng xem uh, không à, nước ta giống như là một cái phần lãnh thổ của uh, Nam Việt vậy rồi sau đó thì triệu uh, Đà là bị uh, thay thế bởi là nhà Hán vào năm 111 trước công nguyên thì nhà Hán bắt đầu là cai trị nước ta thì chúng đã chia Âu Lạc thành ba quận đó là Giao Chỉ, Củ Trăng, Nhật Nam và chúng gặp với sáu quận của Trung Quốc như là Quốc Lâm nè, Thương Ngô nè, Nam Hải nè, Hợp Phố, Chu Nhai, Đạm Nhĩ thành lợi một cái đơn vị hành chính chúng gọi là Châu Giao. Rồi đứng đầu Châu Giao đó là thứ sử trong coi về chính trị còn đô úy thì coi về việc quân sự và đều là người Hán cả rồi ở các quận huyện thì nhà hán vẫn để các lạc tướng là trị dân như cũ lúc này là chúng là chỉ là cai trị cho đến cái phần như vị hành chánh ở cấp châu thôi còn quận huyện thì vẫn để cho người việt là trông coi như cũ thì sau đó thì nhà hán đến cái thời tam quốc đó là ngoài thục ngô đó là của lưu bị là tào tháo rồi chu du rồi đánh với nhau triền miên đó thì lúc này thì nước ta lại nằm dưới sự đô hộ của là nhà ngô vào đầu thế kỷ thứ ba thì nhà ngô thì đã cho tách châu giao thành hai đó là quảng châu và giao châu sáu cái cái quận của trung quốc đó thì chúng gọi là quảng châu còn ba cái quận của chúng ta là giao chỉ Cụ trăng việt nam thì chúng gọi là giao châu về cai trị thì lúc này thì chúng đã gì? đưa người Hán sang làm quyền lệnh và đã đưa người Hán sang ở lặng với dân ta bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ. Thấy đặc biệt là sau cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng năm 40 thì nhà Hán bắt đầu là đưa người Hán sang làm quyền lệnh nghĩa là chúng bắt đầu là cai trị trực tiếp đến cái cấp huyện bởi vì để mà hạn chế cái sự nổi loạn của nhân dân nước Việt cho nên là chúng đưa người hán sang để cai trị là tặng những cái đơn vị hành chính cơ sở thấp nhất để hồng bớt ngạt những cái cuộc nổi dậy của nhân dân ta rồi chúng bắt đầu đưa người hán sang ở lẳng với dân ta bắt đầu thực hiện cái chính sách đồng hóa thì nữa mình sẽ tìm hiểu về cái chính sách đồng hóa này sao và sau đó thì đến thế kỷ thứ sáu thì nhà lương bắt đầu là cai trị nước ta thì khi mà cai trị nước ta thì nhà lương đã là gì chia lại đất nước ta thành là các quận, huyện, không có là giao châu, ái châu, đức châu, lợi châu, minh châu, hoàng châu là khu vực quảng ninh ngày nay. Rồi chúng đã chủ trương là chỉ có tôn thất nhà lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị có nghĩa là nhà lương thì thực hiện cái bộ máy cai trị là theo cái kiểu mà gia đình trị không chỉ là những người thuộc dòng họ tôn thất nhà lương mới được là làm những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền còn những người nào tài giỏi đi nữa thì cũng không được trọng dụng sau đó thì đến nhà đường thì đến thế kỷ thứ bảy thì nhà đường cai trị Trung Quốc thì chúng cũng bắt đầu là cai trị ở Việt Nam chúng ta và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 9. Thì khi mà cai trị nước ta thì nhà đường đã đổi giao châu chúng ta là An Nam Đô Hộ Phủ. An Nam Đô Hộ Phủ. Và các châu, các huyện vẫn là do người Trung Quốc cai trị. Còn ở miền núi thì sẽ là do các tù trưởng địa phương tự cai quản. Các hương và xã là do người Việt tự cai quản chung chúng, chúng lại mình làm chúng cũng không thể nào mà xóa bỏ được cái đặc tính làng xã của người Việt thì đó chính là cái những thay đổi về lãnh thổ nước ta về đơn vị hành chính nước ta qua các thời đại từ năm từ thời triều đà cho đến thời nhà đường cũng như là cái bộ máy cai trị của chúng thì nhìn chung là như thế này là khi chiếm được nước ta thì các triều đại phong kiến phương Bắc đã tổ chức lại cách cai trị nhằm cái mục đích để tăng cường việc kiểm soát dễ dàng cai trị hơn và đồng hóa nhân dân ta để biến nước ta thành một châu của chúng, để biến nước ta thành một cái lãnh thổ của chúng. bằng cách là gì? Chúng đã nhiều lần là gì? Là sách đổi tên nước ta. Ví dụ như là từ là, là giao chỉ từ từ chia thành hai quận rồi chia thành ba quận. Rồi có khi thì gọi là châu giao rồi khi gọi thành giao châu rồi chúng thành an nam đô vũ không vân tất cả những cái mù đó kia mục đích chúng là gì để biến nước ta trở thành một cái lãnh thổ trung quốc và chúng đã không có thành công khi mà nhân dân ta cuối cùng cũng đã đấu tranh giành lại được độc lập hoàn toàn vào năm 938 với thời của Ngô Quyền. Thì cái phần chính trị đến đây là chúng ta cơ bản nó xong. Thì cái phần tiếp theo thì về lĩnh vực và kinh tế thì tiếp sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem để xem biết coi là trung quốc đã bóc lột nhân dân chúng ta như thế nào xin kính chào các bạn và các em và xin hẹn gặp lại ở cái phần tiếp theo đó là về kinh tế các bạn nếu ủng hộ thì nhớ bấm nút đăng ký để nhận cái video mới nha xin kính chào các bạn